Có thể nói là nghề gỗ cũng như là nghệ thuật chạm khắc gỗ là một nghề truyền thống của dân tộc. Có rất nhiều làng nghề, có rất nhiều hiệp hội, hiệp thợ nghề mộc mà tài hoa, và có rất nhiều những phong cách thể hiện khác nhau. Điều quan trọng là tôi thấy ở Bùi Gia là những người rất trẻ, những người mà chưa có được một cái trải nghiệm của một cái gia đình truyền thống trong nghề, mà các bạn trẻ học nghề và cố gắng vươn lên với mong muốn rằng không những mang lại cho mình một tay nghề giỏi mà có thể tạo ra được một cái phong cách hay là một cái khuynh hướng phát triển trong làng quê của mình, trong quê hương của mình, để là tạo nên những cái thị trường không những chỉ mang lại cái đời sống mưu sinh mà đồng thời có thể nâng lên thành cái tầm nghệ thuật. Bùi Gia thì tôi mới được tiếp cận là những người rất trẻ, và quan trọng là nhìn có chí rất lớn. Nghề mộc đòi hỏi sự tinh xảo, nhưng đồng thời nghề mộc và nghệ thuật chạm và khắc gỗ nó cũng đòi hỏi cái sự sáng tạo để tạo ra những cái đề tài, tạo ra những cái bố cục, tạo ra những cái phong cách mới. Thì tôi thấy đây là một cái điều có thể nhìn thấy được ở các bạn trong cái nhóm Bùi Gia, không những chỉ qua những cái thành quả mà chúng ta có thể thấy được xung quanh đây, mà quan trọng hơn là thấy được cái chí hướng của các bạn. Việc mà các bạn mong muốn làm được một cái tác phẩm có một cái quy mô lớn, tức là phải đầu tư lớn. Khi tuổi còn rất trẻ, cái tiềm năng kinh tế còn, tôi tin rằng là còn rất hạn hẹp, nhưng chắc chắn rằng là cái chí thì không hạn hẹp tí nào cả. Các bạn dám đầu tư, dám làm, và đặc biệt trong khi làm luôn luôn là quan tâm đến một cái điều mà tôi cho rất quý đối với cái người sáng tạo là biết học hỏi người khác, học hỏi cái trội, cái hay của mỗi con người để bổ sung cho cái hiểu biết của mình, và qua đó cái tay nghề của mình có cơ hội để thể hiện trong những cái tác phẩm mà nó mang lại những cái giá trị chung cho xã hội, chứ không phải chỉ cho cái hàng hóa nghề nghiệp của mình. Cái đề tài mà anh Quân và những người cùng chí hướng của mình làm bức tranh hoành tráng về cái cảnh quan của một cái lễ vinh quy. Có thể nói đề tài vinh quy là một đề tài rất cổ điển, nó thể hiện cái lòng hiếu học của con người Việt Nam, cái trí học của các thế hệ người Việt Nam. Nhưng mà cũng phải có sự thực rằng là nhận xét của tôi cũng như nhiều người khác là đề tài thì rất hay, nhưng cách thể hiện thì lâu nay đã quá xáo mòn rồi, ở những quy mô rất là nhỏ, và nó trở thành cái đồ mỹ nghệ tầm thường. Chính vì thế mà ở đây là Bùi Gia hướng tới một cái tác phẩm hoành tráng hơn, có thể thâu tóm một bức tranh của mình toàn bộ cái nền quốc học truyền thống của dân tộc, với tất cả những cái dấu tích của những cái về thời gian của cái nền học mà bây giờ đã không còn nữa. Có cung cảnh của cung đền đình Huế là một cái triều đại gần đây nhất của chúng ta, mà những dấu ấn, những cái thư tịch, những cái bằng chứng còn tương đối còn đậm nét, đến cả những cái thời kỳ mà của Thăng Long xa xưa nữa. Thì có thể nói tất cả những cái ý tưởng ấy mà gói gọn vào trong cái khung cảnh làng quê, khung cảnh của thi cử, khung cảnh của cái đời sống văn hóa xã hội, thì có thể nói đấy là bức tranh mà tôi nghĩ rằng là những cái phác thảo ban đầu mới là những cái đường nét bút. Tôi tin rằng nó sẽ mang lại cho chúng ta một cái tác phẩm về nghệ thuật khắc gỗ với cái sự tinh xảo của bàn tay và cái trí lực của khối óc, chắc chắn nó sẽ thành công.